Hello Simon. Alo, con đâu rồi? Con đâu vậy? Con đâu mất tiêu rồi? Chị mới cắt tóc hả? Cắt tóc hồi nào vậy? Ok. Đây, mình học nha. Dạ Cái làm gì? Chơi hả? Không không. học. Không Ừ? không. Nói không là không. Đây. Rồi, đây. Tiếp nha. Ờ, để xem. Bè một tay Rồi, hôm nay con sẽ học bài tiếp theo nào. Sao vậy? Tay con bị gì hả? Rồi. Sao? Rồi, hôm nay con sẽ học cái bài Dinner Đi nợ tám. Time. Dinner Time chứ đi đọc gì vậy? Cái gì Rồi. là cô gì bác cô? Okay, this is Gì our mà lesson for gì today. cô bác? Cái gì? Nói gì vậy? Không nói Chú gì. bác cậu nam. Đây. Đây, dinner time. Ừ, thời gian ăn tối á. Nào, bây giờ con có mấy cái món ăn nè, con đọc cho cô xem. Có 120 cái món ăn, Now, không đọc rice. Now, rice. Đọc xem, rice. Rồi, rice. Number two là con có gì? Nào, meat. Rice là gì? Rice là gì vậy con? Rice là gì? Rice là Rice là cơm, đúng rồi. Now meat. Now meat. đây chính là chữ rice. Thôi đi, ta viết bậy bạ mà. Nhưng mà đây chính là chữ rice thiệt mè. Chữ rice này con sẽ gặp đi. Now, now meat, con có meat là gì? Meat Con là biết món là cái gì cô? hả? Em biết là gì ta? Thịt Đúng rồi. Ok, meat là thịt. cà rốt thì nó không Carrots. gọi là củ Now, cà carrots. Carrots. cà mà là cà rốt, Rồi nó không nào. gọi là cà rốt. Tiếp theo con có gì? Tiếp theo Tiếng nữa Việt con hay có tiếng Anh ai? gọi là cà rốt. Now. Yogi. Đâu đâu cô hãy kiếm món ăn này đi. Trời ơi cô ơi, con xỉu với món ăn này mà cô chém.
Yogurt, con có thích yogurt hả? Yogurt là gì? Hả? Yogurt là sữa chua nha. Thôi thôi. Sorry. Chim. Thích yogurt. Yogurt. Ok. Rồi, tiếp theo con sẽ có nè, fish. Fish nè, thì con không thích cái đó thì thôi, fish. Nhưng mà cũng phải học thôi trong bài chứ có ai bắt con ăn đâu. Rồi, con sẽ có là fish. Rồi tiếp tục. Con có là bread. Bread là gì Simon? Bread là Simon là gì ta? Fish chứ, fish mà. Fish là cá, bread là bánh mì, con học lại. Ok, good. Giỏi. Rồi bây giờ mình có cái video nè, con xóa đi. Sao con đã chém được? Sao con đã chém xong rồi? Oh no, cô mà sắp đánh tới lại. Rồi, mình có cái video này nha, mình xem nha. Rice, meat, and carrots for Billy. Do you like carrots, Billy? No, I don't. No carrots for me. What do you like, Billy? Do you like yogurt? Yes, I do. Okay. First your carrots and then a yogurt. Finished. Good boy. Here's your yogurt. I like yogurt. Oh no. Okay. Now one small time. Con xem nha, bạn này có ăn món gì trong bữa ăn nha. Cái mẹ mình biết tóc ra là rice, meat and carrots for Billy. Rice, meat and carrots. No, con thấy cái mẹ nó bị cắt ra là hai bậy. Do you like yogurt? Yes, I do. Okay. First your carrots and then a yogurt. Finished. Good boy. Here's your yogurt. I like yogurt. Oh no. Okay. Rồi. Con sẽ có ở đây nè. Repeat. Con. Đây, con xóa đi chứ con để đây nào họp hành gì. Đây nè. Rice, meat and carrots for Billy. Do you like carrots, Billy? No, I don't. No carrots for me. Okay, now. Next. Tiếp theo con có gì đây? Now, what would you like, Billy? Do you like carrots? Yes, I do. Okay, first your carrots and then a yogurt. Finished. Good boy. Here's your yogurt. I like yogurt. Oh no. Okay. Rồi bạn nó bạn làm đổ lên hết trên mặt rồi. Nào. Bây giờ con đọc theo cô nha. Rice, meat and carrots for Billy. Đừng có vẽ nữa nào Simon. Học đi con. Now, rice, meat and carrots for Billy. Đi cô. Now, rice nè, con đọc đây nè. Rice, meat and carrot for Billy. Rice sao nữa cô? Rice, meat. Now meat nè con, meat. Meat, rice, carrot. Meat.
And carrots for Billy, do you like carrots? Carrots. Do you like carrots, Billy? Now, do you like carrots, Billy? No, I don't. No. No, I don't. No carrots for me. No carrots for me. Ai đọc là no ghê không? No carrot for me. What could you like, Billy? Do you like carrots? No. What could you like, Billy? What do you like? Carrots? Yes, I do. Gì? Thì tới bây giờ là qua cái tranh khác rồi. Ok, first your, đầu tiên là carrot, sau đó là yogurt. Now, ok, first your carrots and then a yogurt. À, lì khá nhờ. Cô xóa nó dùng con, cô xóa xem màu xanh này, cô dùng siêu cục tẩy mình mới dẫn không được. Cô nào, con đọc với cô nào. First your first your carrots. Now, first your carrots. First your carrot. Then a yogurt. Then a yogurt. Okay. Rồi. Con đừng có vẽ vô nữa, cô nói con không nghe. Chém đầu nhỏ này. Rồi, finish. Bạn này bạn mới nói là con xong rồi, finish. Now. Finish. 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 À, good boy, here your yogurt. Đó, con phải ăn cà rốt thì con mới được ăn sữa chua đó, nhưng mà con không thích cà rốt mà con cũng không thích sữa chua luôn hả? Đúng rồi. Đâu con ăn cà rốt được. Này, không mà đó là mà cái đó là có hình dẻo chú trên, con không biết không bằng á. Okay, now repeat here. Oh no. Rồi ăn xong cái bị mở cái hộp yogurt ra, bị đổ vào mặt nó. Oh no. Rồi con xem tiếp tục nha. Mình có gì? Let's learn. Do you like yogurt? Khi mà ai hỏi con có thích ăn món nào không á thì con sẽ, ví dụ như con thích ăn thì con sẽ trả lời gì? Con đừng có viết nữa nào, con viết cho xong đi rồi học. Con nói không thì con sẽ nói no I don't đúng không cô? Đúng rồi, mà nhưng mà thích thì con sẽ trả lời là gì? Là yes I do. Yes I do. Yes I do. Yes I do. Nhưng mà rồi nếu con không thích thì con sẽ trả lời là no I don't. No I don't. Okay. Rồi, tiếp theo. Con có cái gì đây? Rồi, what do you like? What do you like? Khi ai hỏi con là what do you like thì con sẽ trả lời là I like. Gì đó, I like. Sau đó con cộng với cái món mà con thích đó. I like yogurt. I like pizza. Okay. I like rice. I like eggs. Okay? Rồi. Bây giờ con sẽ viết cái này vào vở cho cô nè. Con đừng có viết lên đây nữa. Con làm lại. Không, cái đó là con làm siêu nhanh. Con bấm hoàng. Nè. Do you like yogurt? Yes, I do. Do you like carrots? No, I don't. Con viết cái này vào vở cho cô đi nào. Ok, stop. Rồi, con xóa cái đó dữ.
Con có theo hội sinh nó bằng cái này. Siêu nhanh luôn. À, nhanh lên. Đi con. Nào con viết vào vở cho cô đi con. Xin mời. Dạ bà. Gì vậy? Vở con gì đâu? Cô? Cô có vở của con đâu. Con mở vở ra. Con viết bài vào. Con bà cho con một cái. Rồi chưa? Con mở vở ra, con viết hai cái câu này thôi. Do you like yogurt? Yes, I do. Rồi, mình không... Bây giờ con chọn cái món gì mà con thích đi. Dạy cô. Dụ như là do you like pizza đi, cho dễ. Rồi. Hả? Hôm nay thứ mấy vậy cô? Tuesday. Today is Tuesday. Con sẽ có làm sao? Tuesday. Tuesday. Rồi gì nữa? May. Tháng mấy ta? Tháng năm. Ngày bao nhiêu? Ten. Oh no. Ten. Oh no. Oh no. 2022. Trời ơi, cái quân đồ vậy á. Trời ơi, tức quá. Tức quá, tức quá. Rồi, con sẽ dùng chút xíu chút. Rồi, sống chưa nào? Dạ, yeah. Chờ con cái. Con mới tới chữ E. Trời ơi. S. Con sắp xong thứ rồi. Rồi xong, con xong cái thứ rồi. Không, chưa, chưa. Con xong, chưa xong tháng rồi. Con viết đi, cô đợi con. Đi con. Chưa nào? Rồi xong rồi cô con viết thứ xong rồi. Do you like yogurt? Yes, I do. Cái câu này viết nhiều lần rồi đó. Do you like yogurt? Con đổi thành là do you like pizza đi cho dễ. Do you like pizza? Yes, I do.
I want to eat noodle. Do you like pizza? Cô, cái gì cũng là noodle. Con thích lắm là noodle. À, thì con sẽ là do you like noodles? Noodles. Noodle với con sẽ trả lời là yes, I do. Thôi. Chân cách con sẽ giết giống như mày. Ôi, chữ tiếng Anh viết tiếng Anh làm sao vậy? English. Coi chữ tiếng Anh viết tiếng Anh làm sao vậy? Con sẽ có chữ đó nè, chữ English. Tự nhiên giờ hỏi chữ English làm gì? English. Okay. Viết vậy nè. Con mới viết bình vậy. English. Con viết chữ English. Lần nào con cũng sẽ viết chữ English. Ở chỗ đó. Rồi chưa? Cái gì sao con không xóa này? Rồi tiếp theo bây giờ con sẽ viết cái câu do you like carrots? Hả? Ok được rồi. Yes, I do. Rồi chưa con? Rồi cái câu mà what do you like á, thì con sẽ làm là I like noodles đi, cho giống cái món mà con thích. I like noodles. Được cơ. Con viết tới đâu rồi? Ấy sao cái này vẫn còn để vậy con? Gọi là cái màu xanh này vẫn còn để vậy, để vậy. Cô xóa cái màu xanh này đi. Cô xóa cái màu xanh này đi. Được chưa? What do cô, you like? Con chưa gọi cái đó mẹ. Con cái gì? Con chưa gọi cái đó mà sao cô xóa? Do you like? Noodle.
chấm gì à, cô sao mời cô con còn viết chữ liền rồi. What do you like? À, bây giờ cô hỏi con nè, con khỏi cần viết vào nữa. What do you like, Simon? What do you like? I like, con sẽ trả lời là I like gì nhỉ? I like gì cô? What do you like? Lại. What do you like là what do you like cái gì á? Nào thì đây nè, cái câu hỏi này what do you like thì con sẽ trả lời là I like. Con trả lời của con á. What do you like? What do you like? I like noodle. Con sẽ trả lời như noodle. I like noodles. Okay, good. À, rồi tiếp theo nào. Mình có cái gì đây? Now, write yes I do or no I don't. À, bây giờ con sẽ chọn. Ở đây con sẽ chọn là yes I do hay no I don't. Con ví dụ đã làm cho con rồi nè. Con phải nhìn vào cái hình đó, cái mặt bạn đó vui hay không nha. Con đặt là yes I do. Do you like yogurt? Yes I do. Ơi, con làm hết bài này mình phải out ra rồi mình vô lại nha. Gì cô? Hết cái bài này nó sẽ bị tắt á, nó hết 40 phút là nó sẽ bị tắt. Thì mình làm hết cái bài này mình out ra rồi mình vô lại mình học tiếp. À. Ủa nhưng mình 40 phút rồi. Cái gì? Thì con cứ viết vậy đi. Con cứ vẽ lung tung lên màn hình chi vậy. Câu đầu tiên nè. Do you like yogurt? Yes, I do. Rồi, no, number two nè. Con nhìn cái mặt bạn đó xem. Con sẽ chọn là no hay là yes nào. No, I do. No, I do. Rồi, con sẽ có là no, I. No, I. Đó, no, no, yes. Câu này con sẽ trả lời là câu thứ hai là con sẽ chọn gì? Con sẽ có là no, I don't. Now, no, do you no, like no, fish? No. Picture number three, Simon. Do you like fish? Con sẽ trả lời gì đây? Do you like fish? Do you like fish? Con sẽ trả lời là no, I don't. No, I don't. Okay. No, I don't. Tiếp nào. Do you like carrots? Con nhìn cái hình của cái bạn đó, con trả lời xem. Do you like carrots? Yes, I do. Ah, yes, I do. Very good. Right. Now, next. Point, ask, and answer. Ah, câu hỏi. Nè, con sẽ có ở đây nè, meat nè, rice, ice cream, yogurt, bread, tomatoes. Con nhìn cái mặt vui hay buồn rồi con trả lời nha. Ví dụ như câu đầu tiên cô hỏi con nha, do you like meat? Thì con sẽ trả lời yes I do. Yes I do. Yes, I do. Now number yes, two, do you like yes, rice? No, yes I do. No, I now do. Number two. Number two. Yeah. Do you like number rice? Number two. Yes I don't. Cái gì? Yes, I don't.
Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Number three, do you like ice cream? Yes, I do luôn. Đây, yes, I do luôn. Còn ở dưới là no, I don't. Yes, I do. No, I don't. Oh, rồi. Oh my god. Rồi bây giờ mình thoát ra rồi mình vào lại nha. Con vào lại cái link hôm hồi nãy luôn á. Được không? Đâu mà có bị gì đâu cô. Nhưng mà sắp tắt rồi. Tí nữa là đang học nó tắt luôn luôn. Giờ mình thoát ra trước đi chứ không nó tắt mất tiêu. Rồi mình vào lại nha. Nha. Con vào lại đi. Vào lại với cái link giống hồi nãy cô. Đúng rồi. Cô vào lại vô cái link hồi nãy.